Và các bạn vừa được thưởng thức chương trình nghệ thuật Sapa miền hội tụ do hơn 100 nghệ sĩ diễn viên biểu diễn. Đây là một trong những hoạt động nằm trong lễ hội đền Mẫu Thượng Sapa năm 2021, và bây giờ là phần được mọi người rất mong đợi, phần diễu hành. Sapa cũng như là các chính quyền và các cơ quan chức năng của Sapa thì đã chuẩn bị cho cái lễ hội này từ ngay sau Tết Nguyên Đán. Vâng ạ, tức là sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Đoàn diễu hành lễ hội đường phố, Carnival đường phố năm nay thì là có 8 đoàn, bao gồm 6 dân tộc sinh sống trên địa bàn thị xã Sapa. 6 dân tộc đó là những dân tộc nào bạn nhỉ? 6 dân tộc sinh sống trên địa bàn thị xã Sapa là dân tộc Kinh, Mông, Giao, Tày, Giấy và dân tộc Sa Phó. Đoàn diễu hành này thì sẽ di chuyển qua những địa điểm nào bạn? Đoàn diễu hành Carnival đường phố mà với chủ đề các dân tộc Sapa với Thánh Mẫu sẽ diễu hành qua các tuyến phố chính của Sapa. Sẽ các tuyến phố chính như là Xuân Viên, Điện Biên Phủ và dọc bờ hồ.
khi mà chuẩn bị lễ hội này thì bạn thấy ấn tượng nhất với phần nào của lễ hội? Vâng, công tác chuẩn bị cho lễ hội thì các nghệ nhân rồi là các bà con dân tộc ở dưới xã, ví dụ như là xã Bản Hồ, xã Tả Van, xã Tả Phìn, bà con ở rất là xa nhưng mà đã rất là nhiệt tình và mong muốn mang cái màu sắc của dân tộc mình để đến Sapa để cho du khách có thể xem và chiêm ngưỡng. Đoàn diễu hành Carnival đường phố các dân tộc Sapa về Thánh Mẫu thì sẽ diễu hành qua các tuyến phố chính dọc bờ hồ, sau đó sẽ dừng lại ở điểm trước cổng Ủy ban nhân dân thị xã, thì sẽ dừng lại ở đó và các từng dân tộc một trên địa bàn thị xã Sapa thì sẽ trình bày những cái tiết mục văn nghệ, tức là những cái tiết mục múa đặc trưng của dân tộc đó. Mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng biệt và có sức hấp dẫn. Dân tộc Mông luôn gắn liền với thiên nhiên núi rừng, với nền dân ca rất phong phú. Tiếng sáo chàng trai Mông giật dìu buổi chợ phiên gọi bạn tình, cùng cô gái Mông e ấp trong các bộ trang phục rực rỡ sắc màu. Dân tộc Sáy bản Tả Van Sapa nằm bình yên dưới thung lũng Mường Hoa, tựa lưng vào dãy núi Hoàng Liên. Nhằm cầu mong thần nông thì kết quả ruộng đồng, nhà cửa, vườn tược, gia súc, cây cối xanh tốt giúp cho người bà bội thu. Người dân tộc Tây có điệu hát then truyền thống mang đậm dấu ấn tâm linh. Người Tây có nhóm ngôn ngữ Tây Thái riêng biệt. Nếu bạn là người yêu thích khám phá bản sắc dân tộc người Tây Sapa, hãy cùng thưởng thức món ăn bản địa, ngủ lại trên bàn để tận hưởng không khí trong lành và hoang sơ của bản làng. Kính thưa quý vị và các bạn, người Sapa là một dân tộc ít người thuộc 54 dân tộc của Việt Nam. Bộ trang phục của những tộc họ Sapa rất độc đáo với những hoa văn chứa đựng nhiều ý nghĩa, nghi thức tín ngưỡng. Hạt cườm được tính là các hình hoa văn đối xứng chạy dài xuống thân áo. Trong kho tàng văn học dân gian của người Sapa,